quý vị và các bạn, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung hoàn thành trong năm 2021, đến nay thành phố Điện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thông tuyến đường 60m theo đúng tiến độ như đã cam kết. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để hoàn thành hai dự án trọng điểm, dự án đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung trong năm 2021 theo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 60m. Lũy kế đến thời điểm này, thành phố đã nhận bàn giao mặt bằng của 210 hộ gia đình và hai tổ chức với diện tích hơn 105.000 m², đạt 99,95%. Thông tuyến đường 60m với chiều dài trên 1.500 m đạt theo đúng tiến độ như đã cam kết hoàn thành trong quý 3 năm 2021. Với dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục 60m, thành phố đã lập và niêm yết phương án bồi thường cho gần 30 hộ dân thuộc tổ 16, 17, 18, phường Him Lam. Lũy kế nhận bàn giao mặt bằng của 316 hộ trên 369 hộ gia đình và hai tổ chức với diện tích hơn 18 ha, đạt 90,6%. Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban dân thành phố giao là Trung tâm Quản lý Đất đai, chúng tôi là tiến hành xuống từng hộ gia đình để triển khai cũng như là tuyên truyền vận động giải thích từng hộ gia đình không kể ngày đêm. Anh em chúng tôi đã tiến hành lên phương án điều chỉnh để các hộ gia đình nắm bắt được là những cái chế độ đặc thù của trái định cư thủy điện Sơn La này có lợi cho người dân và đảm bảo cái quyền lợi của dân rất là chính đáng. Các hộ gia đình là tuy 213 hộ gia đình đến nay đã bàn giao 210 và hai tổ chức là 212 hộ gia đình trên 213 hộ gia đình đã đồng ý và đã thông tuyến đường 60m. Dự án đường 60m thì đã hết thời gian thực hiện từ năm 2020 do rất nhiều các cái lý do khác nhau cho nên dự án bị chậm tiến độ. Thế và đầu năm 2021 thì với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh thì Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố cũng đã đưa ra quyết tâm rất cao, đặc biệt là chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các cơ quan ban ngành đoàn thể rồi đặc biệt là các cái cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thì tích cực tuyên truyền vận động người dân để đồng thuận thực hiện chính sách. Chúng tôi cũng không quản ngại ngày đêm, ngày nghỉ, ban đêm là cũng đã xuống tổ chức nhiều các cái cuộc đối thoại với người dân để vận động tuyên truyền để giải thích người dân hiểu và đồng thuận. Với cái sự quyết tâm nỗ lực của hơn 3 tháng qua thì có thể nói là đến giờ phút này chúng tôi rất là vui mừng là cơ bản mặt bằng đường 60m đã được bàn giao với 99,95%. Tới đây thì chúng tôi sẽ quyết tâm là với cái mặt bằng này thì sẽ có cái kế hoạch tiến độ chi tiết để đảm bảo 3 tháng nữa là sẽ hoàn thành thi công 100% các hạng mục của đường 60m theo cái chỉ đạo của tỉnh. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt hào kỹ thuật, thoát nước, tuy nền ngang đường, lũy kế khối lượng ước đạt 75%, đào xử lý nền đất yếu, khối lượng đạt 92%. Từ cái tháng 6 năm 2021, thì với sự quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố và chủ đầu tư là Ban quản lý các công trình của thành phố, thì đến thời điểm hiện tại là ngày 30 tháng 9 năm 2021, thì cái phần hạng mục giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư là đã cơ bản hoàn thành. Thế vậy thì để mà cái tiến độ dự án hoàn thành trong năm 2021, tức là còn 3 tháng nữa, thì hiện tại là đơn vị thi công là tập trung nhân lực, máy móc thiết bị hoạt động là đủ 3 ca một ngày và đang tập trung xử lý nền và các cái hạng mục khác, ví dụ như là thoát nước, hào kỹ thuật, thoát nước thải và cấp nước, thì dự kiến là sẽ hoàn thành, phấn đấu hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2021 để bàn giao chủ đầu tư cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố. Thành phố Điện Biên Phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, bám sát các chỉ đạo của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ động giải quyết theo tình hình thực tế, phấn đấu thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại chậm nhất trong tháng 10 năm 2021, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án hạ tầng kỹ thuật khung, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.